Chào mọi người, mình là Trung. Hôm nay mình quay cần câu để cho mọi người lựa chọn nhé. Mình là kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại là 0786 55 55 99. Đây, hôm nay mình sẽ bán những cái cần này đây. Đầu tiên, mình quay cái này. Cái này nha mọi người. Đấy. Cái này cần mini nhỏ nhỏ thôi. Này. Cái này dài 1m65. Đấy. Thu vào ngắn nhất của nó là 41cm, cân nặng của nó là 60g mọi người. 60g chưa được một lạng đấy. Đường kính của độc đỉnh của nó là 2,1 ly. Đấy. Qua cho mọi người coi. Đấy, cái bát này. Các loại mini nhỏ gọn này, nó có phang thì nó bị hang rỉ rồi, mọi người về cả đánh rồi nhá. À, chỉ có mấy cái phang thì mình thấy nó hang rỉ thôi, chứ còn nước sơn thì mình thấy còn đẹp nha mọi người, nước sơn thấy còn đẹp lắm. Này. Cái này China xuất nhập nha mọi người, cần này China xuất nhập. Đấy. Rồi. Hay cái số 1. Số 1 nha mọi người. Cái này bán 120.000. Số 1 120.000 nha mọi người. Tiếp theo là số 2, cái này dài 2m6, thu vào ngắn nhất của nó là 70cm, đường kính của cái độc đỉnh là 2,4 ly nha mọi người, nặng 200g, 200g là 2 lạng ấy. Dàn phan của nó lên nha mọi người. Này, cái này nó bị cắn cái gì á, cắn cái gì đút cái này vào không hết nha mọi người, đút cái này vào không hết. Ở đây không phải. Đây này, cái phan chỗ này nó bị mắc chỗ này nè. Phan chỗ này nó mắc chỗ này nha mọi người. Nó không tụt lên đây, không tụt lên đây này. Nên là thành ra đút nó vào không hết nha. Mọi người về gỡ ra hộ mình. Đó. Nó bị dính cứng quá là mình gỡ còn chưa ra này. Này. Mấy cái phan này còn nguyên nha. Đá điếc là chỗ này chỉ bị dơ thôi nha mọi người, bị dơ bẩn thôi. Này. Còn cái khoang trên đỉnh này thì mắc cục đá rồi, trên đỉnh mắc cục đá rồi nha mọi người. Người về thay khoang hay kiếm đá gắn lại. Đấy.
Đấy. Rồi. Cây này từ số 2 là bán 250.000 nha mọi người. Tiếp theo cái số 3 cây này, đế này mà chỗ này như xốp nha mọi người, như xốp ấy, tay xốp phan này. Khoan của nó đây nha mọi người. Đấy. Nó gì hơi bị hang rỉ thôi, còn đá nó còn nguyên nha mọi người. Đấy nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 2m7 này, thu vào ngắn nhất của nó là 64cm này, đường kính độc đỉnh của nó 1,8 ly này, cân nặng của nó là 200g này. Này là số 3. Cái này mình bán 270.000. Số 3 270.000 nha mọi người. Tiếp theo cái số 4. Cái này là cần dài 3m6 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 84cm, đường kính của cái đọt đỉnh là 0,9 ly, 0,9 ly nhé. Còn cân nặng của nó là 180g. Cân nặng Olympic nha mọi người, cân Olympic. Có đá nha, phan đào là có đá nha. Phan sau là phan inox xoắn luôn nha mọi người. Phan sau phan inox xoắn luôn, người ta không dùng đá. Phan inox xoắn luôn. Đấy.
nước sân còn rất là mới đẹp. Đây mọi người, thấy rồi nha mọi người. Đây này cây số 4. Đây mình nhắc lại nè. Cây này dài 3,6 m nha. Thu gần ngắn nhất của nó là 84 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly. Cân nặng là 180 g nha mọi người. Số 4. Cây này nó 290 nha mọi người. Tiếp theo số 5, cái này cần tay, cần tay dài 2,7 m, thu vào ngắn nhất là 1 m, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 l, còn cân nặng của nó là 80 g, rất là nhẹ nha mọi người. Đây nha mọi người, đọt này. Cái này nó rằng rằng như có carbon đâu, có sợi carbon trong này hay sao mà. Rằng là nước sơn rất là mới nha mọi người. Nước sơn gì rất là đẹp. Cần tay nha mọi người, dài 2,7 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1 m, đường kính độc đỉnh là 1,9 ly, còn cân nặng của nó là 80 g. Câu lại xem cái này. Cái này nhìn như có carbon xoắn á, nước sơn nó dài quá. Còn tay nha mọi người. Cái này cây số 5. Cái này 470. 470 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái này, cái này dài 3,1 m,
thu vào ngắn nhất của nó là 86 cm, đường kính đầu đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng của nó là 120 gram nha mọi người, 120 gram. Còn đây qua giờ 3m1. Phan trên đỉnh nó còn có phan này. Này là cây số 6 nha mọi người. Cây này dài 3m1, thu vào ngắn nhất của nó là 86 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, còn cân nặng của nó là 120 gram nha mọi người. Số 6 này. Cây này đang bán 250 nha mọi người. Tiếp theo đây. Cây này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly nha mọi người, còn cân nặng của nó là 180 gram. Bát Fuji FS6. Cái dòng phan của nó này, con này á, con này nó bị tụt mất cái phan đào nha mọi người, tụt mất cái phan đào. Người ta lấy cái phan ở dưới này, người ta lấy cái phan nhì hay sao, người ta đẩy lên luôn, người ta làm đẩy lên luôn, hay là người ta lấy một cái phan khác người ta để vào trong đào nữa mọi người. Đấy, người ta giữ chặt, người ta dán keo rồi, bóp chặt dán keo chỗ này rồi. Đấy.
Đấy, đấy rồi. Cái này dài 3,6 m, tu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,1 ly, cân nặng của nó là 180 g. 180 g nhé. Này, số 7. Loại này. Loại này đó 270.000. 270.000 nha mọi người. Cái này nha mọi người. Này, cái này dài 3,6 m nè. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m nè. Đường kính của cái độc đỉnh là 2,9 ly. Còn cân nặng của nó là 300 g nha mọi người. Khoan vào nó ra cho mọi người. Này, này bị nứt này. Này cũng nứt này. Này thì không nứt. Này cũng nứt đây. Mọi người dán keo rồi nhé. Thấy nha mọi người. Nó là nha mọi người. Cái này 3,6 m này, thu vào ngắn nhất của nó 1,02 m này. Đường kính đột đỉnh của nó là 2,9 ly này. Nó cân nặng là 300 g nha mọi người. Thứ 8. Là bán 450.000. 450.000 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Cái này dài 5,3 m này, thu vào ngắn nhất của nó là 92 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 9 ly. Cân nặng là 300 g. Cái này cần tay nha mọi người. Cần tay. Đây qua nhé.
Ba. Đãi ra vàng hoàng luôn. Xong rồi. Rồi. Cần dài 5m3, thu vào ngắn nhất là 92cm. Cái đường kính độc đỉnh của nó là 92, 0,9 ly nha mọi người. Cân nặng của nó là 300g. Rồi số 9. Cái này mình bán 390 nghìn nha. Tiếp theo cái này cần cước trong nha mọi người, dài 49, thu gần ngắn nhất của nó là 85cm, đường kính của độc đỉnh là 1,8 ly. Đấy, còn cân nặng của nó là 300g. Tay nó bị mờ hết rồi, nó mờ bị xước hết rồi. Thằng cuốc trong nha mọi người.
kích thước của nó nha mọi người. Cần dài 4.9, thu vào ngắn nhất của nó là 85 cm, đường kính đọc đỉnh là 1,8 ly nha mọi người. Cân nặng là 300 g. Đây là cái số 10. Đây là bán 350.000. 350.000 nha mọi người. Hơi cũ này nó có cái giá 350.000 đây. Tiếp theo cái này. Dài 3,5 m này. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,2 m nha mọi người. Thu vào ngắn 1,2 m. Đường kính của cái độc đỉnh là 2 ly nha mọi người. Còn cân nặng của nó là 200 g. Đấy. Tay nó chữ nó bị mờ hết rồi. Đỉnh này nhìn bên ngoài hơi rỉ nhưng trong đá vẫn còn nè. Đá này. Cái khoang này nhìn lạ. Cái này cũng còn đá. Hình như hai cái khoang đào nữa người ta thay rồi nha mọi người. Hai cái khoang đào nó bị thay rồi. Còn ba khoang dưới này là nguyên bản của nó này. Nguyên bản của nó phan ở trong thì là đồng này, đồng hay là hợp kim gì đấy, nó trơn trượt luôn, nó không cần đá hay sao nha mọi người. Đấy. Nếu mà mình nói có đúng không mọi người coi, ai am hiểu thì có thể mua cái này. Ồ, thế là cái này bị thay cái độc hay sao người ta thay cái độc carbon vào đây này. Nó đọc carbon nha mọi người. Rất là đã. Nè. Cứng cáp kinh khủng này. Đọc carbon rất là cứng nha mọi người. Cái này đã bị thay hai một cái đọt vào này, chỗ này tới đây có đoạn này bị nối ra này, phải dán keo này. Này là măng nhạy nhau, măng nhạy. Dạ 3,5 m, thu gần ngắn nhất là 1,2 m. Đường kính của đọt đỉnh là 2 ly, còn
cân nặng của nó là 200 gram nha mọi người. Đây là cây số 11. Cây này bán 230.000. 230.000 nha mọi người. Cây số 12 cây này dài 5m1 nha mọi người, thu và ngắn nhất của nó là 1m06, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng của nó là 440 gram. Đấy. Này khá là to nha. Bắt FS8 nè. Shimano 54. Dòng phang của nó này, dòng phang của nó thì ok, chỉ có là bị một cái phang gần cuối này, phang gần cuối này bị mắc đá và bị đứt chỗ này nhá, mắc đá và bị đứt chỗ này. Đấy. Nha mọi người. Càng này dài 5m1 nha mọi người, thu gần ngắn nhất và của nó là 1m06, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,6 ly, còn cân nặng là 440 gram. Cây này cây số 12. Cây này bắn 470.000, 12 470.000 nha mọi người. Tiếp theo, đây gần mai. Đây là cần 2 khúc nha mọi người. Ghép luôn vào.
hai khúc này dài 1m82 này, thu vào ngắn nhất của nó là 93 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 3,6 ly nhé, còn cân nặng của nó là 340 gram. Cần đai qua nha mọi người, đây không ghi được đai qua 1m82 hai đoạn. Mình bị đúc hờ ra, mọi người về vệ sinh sơ chỗ này thì tiếp rồi đúc lại nha. Đã. Cái cần này thì nguyên bản của nó chỉ có 4 khoan, và nó mắc một cái khoan chỗ này và hỏng luôn cái khoan chỗ này đó, chỉ còn khoan đầu với khoan cuối thôi nha mọi người đó, khoan đầu khoan cuối. Rồi, ok. Này cây số 13 ba, cái này bán 370 nghìn, 370 nghìn cho mọi người. Tiếp theo này, cần 3 đoạn nha mọi người, cần 3 đoạn, dài 2,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 87 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly này, cân nặng của nó là 200 gram. Đưa cho mọi người coi từ đầu xuống sau đây, sang đầu của nó này, còn đẹp này, thấy nhị cho mọi người. Đấy. Ba. Thứ tư. Đấy. Có tổng cộng là 4 phạt. Này, cần này cần Kanto nha mọi người, Kanto. Này. Đấy. Cần dài 2,5 m, thu vào ngắn nhất 87 cm, đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly nha mọi người, còn cân nặng của nó là 200 gram. Cái này cái số 14. Cái này bán 400 gram.
20.000. 420.000 nha mọi người. Tiếp theo đây là cái cần Olympic nè, cần Olympic dài 2m1, thu vào của nó là 1m1 nha mọi người. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly, còn cân nặng của nó là 240g. Đấy, tháo ra luôn. Phan của nó còn nguyên đẹp nha mọi người. Bảy phan, tám phan, này, chín cái phan còn đẹp hết. Đấy. Này, càng Olympic 2m1 nha mọi người. Này, cái cần này là cần số 15. Cái cần này 620.000. 620.000 nha mọi người, số 15, 620.000. Cần đẹp. Tiếp theo. Nó có 5 cái phan mà hư hết 3 cái phan rồi mọi người ơi. Hư hết 3 cái phan rồi. Đấy, phan đầu này con này. Phan nhì này. Bay mất phan rồi. Phan thứ 3 này, bay luôn. Phan thứ 4 còn này. Phan thứ 5 cũng bay luôn. Đấy, bay mất dàn phan rồi. Đây là cận Olympic 2 đoạn nha mọi người. Cần Olympic 2 đoạn này. Olympic nha. Đấy. Cần Olympic 2 đoạn bát này. Đây. Cái cần này dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09 nha mọi người. Lại chính sang đây. Cái đường kính độc đỉnh của nó rất là lớn, là 4 ly nha mọi người. 4 ly, cứng cáp ghê lớn. Còn cân nặng của nó là 260g. 260g nha mọi người. Cần này số 16. Đó. Cái cần này mình bán 390.000. Đấy, cho mọi người về sửa khoan nha mọi người. Số 16, 390.000. Tiếp theo. Cần số 17. Đây, cần 3 đoạn Olympic chung nhau rồi.
vào cho mọi người coi cho dễ. Này, vàng của nó đẹp nè. Còn ngon, đẹp, phan còn đẹp luôn. Đó. Cần này số 17 nha mọi người. 17. Cái cần này bắn 770.000. Số 17 770.000 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giùm mình là 0786 55 55 99 nha mọi người. Mình ở Đà Nẵng.